An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. I'm thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. Lặng yên nghe con tim vỡ
đông say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trao xa lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc sắc. Đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh
tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Vì giàu cầu vàng mà đông anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa ở đây hết em yêu và ngứa ô. Anh khóc đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Và nơi đây có môi duyên nồng, cùng
cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kế tờ. Ngày anh đêm ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Duyên cùng cô dâu Thanh Hương cũng để trao ra nhờ gửi những sính lễ đủ đầy trong buổi chương trình hôm nay. Thì giờ này ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai vui lòng khởi tân trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu giới thiệu về những thành phần chủ chốt của gia đình họ nhà trai đang hiện diện tại khán phòng tiệc cưới của gia đình. Kính thưa. Kính thưa các quý vị đại biểu, tân khách gần xa. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bốn họ gần xa của hai bên gia đình cùng bạn bè đám nữ thanh niên của cháu Hòa và cháu Hương. Qua những ngày năm tháng cho phép bố mẹ hai bên, cháu Hòa và cháu Hương đã tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trăm năm. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương cho phép, hôm ngày mai là ngày 19 tháng 3 là ngày đại tháng tốt, gia đình chúng tôi tổ chức quay về là lễ thành hôn cho cháu. Ngày hôm nay chúng tôi đại diện cho gia đình nhà trai có cơi dầu lễ vật sang gia đình nhà gái, trước là thắp hương trình gia tiên, sau là thưa chuyện với các cụ công các bà. Gia đình nhà gái cho phép gia đình nhà trai chúng tôi ngày mai được phép đón cháu Hương về làm con dâu của ông bà Hiền Hương tại số nhà 201 khu phố 1 thị trấn Mường Côi thuộc tỉnh huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đấy, và thay mặt cho đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp lòng hậu dành cho tình cảm quý báu nhất cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn, xin hết. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu ân tình của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai đã khởi tân trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu giới thiệu về những thành phần chủ chốt của gia đình họ nhà trai đang hiện diện trang chứa tại tư gia gia đình họ nhà gái trong buổi chương trình hôm nay và trao toàn bộ những sính lễ đủ đầy. Dạ vâng, kính thưa với toàn thể quý vị, trong suốt quá trình xây đắp cho mối liên duyên trăm năm đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm yêu thương chân quý, sự vun vén tác hợp từ phía toàn thể quý vị, và đặc biệt trong buổi chương trình hôm nay lại được đón nhận rất nhiều những tình cảm yêu thương sự hiện diện từ phía thưa quý vị đang cùng trở về để chứng kiến trọn vẹn câu chuyện tình yêu trăm năm, đại lễ đặt tế hỏi, lễ xin cưới của chú rể Huy Hòa sánh duyên cùng cô dâu Thanh Hương, và cũng để cảm ơn tới tình cảm yêu thương chân quý từ phía thưa quý vị đang hiện diện chan chứa tại tư gia gia đình và đón nhận toàn bộ những sính lễ đủ đầy của gia đình và nhà trai. Thì giờ này ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình và nhà gái vui lòng khởi tân trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu đón nhận những sính lễ đủ đầy và cảm ơn tới sự hiện diện từ phía toàn quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai họ hai gia đình cùng toàn thể hội hôn kính mến. Qua một thời gian quen biết và tìm hiểu và được sự nhất trí và thống nhất của hai bên gia đình, hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai đã có cơi trầu sính lễ được dẫn sang
với tâm ý trước là để cáo yết ra tiên, cũng bởi một điều cây có gốc mới lở cành xanh lá, mà có các cháu có được ngày hôm nay cũng bởi cội cảnh tốt tươi. Sau nữa là làm cái nghi lễ truyền thống ăn hỏi và chiên cưới cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin chấp nhận xính lễ đủ đầy của gia đình họ nhà trai mang đến và đồng ý vun vén và tác hợp cho cháu Thanh Hương nhà chúng tôi về làm vợ cháu Huy Hòa, làm du con ông bà Hiền Hương và dòng họ Nguyễn Huy. Vậy tôi xin kính mời phái đoàn họ nhà trai cùng hai họ hai gia đình chúng ta uống nước, hút thuốc sự chậu và chuẩn bị làm những thủ tục tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, lời đại biểu thì đơn sơ ngắn gọn, những lời vàng bác đã chọn từng câu. Trước là chúc rể chúc dâu, sau là bác chúc bà con xóm làng. Và đề nghị toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho mối tình thông gia của hai bên gia đình. Kể từ đây, thông gia thì như ruộng liền bờ, bên trong được rể, bên chờ được dâu. Từ nay chung một nhịp cầu, chung con chung cháu, chung câu ân tình. Dạ vâng, kính thưa với tất cả quý vị, và từ nay qua sông thì đã có cầu, qua nhà đã có miếng trầu để trao duyên. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai ông trưởng đoàn cùng với hai bà mẹ sẽ cùng đại diện cho hai bên thông gia vui lòng khởi tân trở về sân khấu để trao và nhận những sính lễ đủ đầy. Xin được trân trọng kính mời. Hiện diện trước toàn thể quý vị là hai gương mặt hạnh phúc
và dạng người nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón chú rể Huy Hoàng, cô dâu Thanh Hương. Xin mời! Và một cái cúi đầu thật sâu cũng đã thay cho lời cảm ơn của chú rể Huy Hoàng, cô dâu Thanh Hương, để cảm ơn tới sự hiện diện đủ đầy từ phía tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Giờ vâng, kính thưa với tất cả quý vị, cũng trở về với niềm vui hoan trọn vẹn tại tư gia gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay, đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm yêu thương chân quý, sự chứng kiến đủ đầy từ phía tất cả quý vị, trước sự hiện diện đủ đầy từ phía tất cả quý vị, thì đại lễ nạp tẻ ăn hỏi, lễ xin cưới của chú rể Huy Hòa sánh duyên cùng cô dâu Thanh Hương cũng đã chính thức thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn tới tình cảm yêu thương chân quý từ phía tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc của mình cùng nâng bước vì nghĩa bước đi về tình với tình cảm thương con mến cháu, trở về với niềm vui hân hoan trọn vẹn tại tư gia gia đình trong buổi chương trình hôm nay. Và những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi Minh Quân xin khép lại chương trình đại lễ nạp tẻ ăn hỏi lễ xin cưới của chú rể Huy Hoàng sánh duyên cùng cô dâu Thanh Hương tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tới tình cảm yêu thương chân quý từ phía tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tay trong tay trở ra phía cổng hoa để cùng với bao thuốc lá trên tay thay cho khay chầu đón ngó. Huy Hoàng xin trân trọng cảm ơn. Trao nhau tình đắm say.